những người phụ nữ sau sinh, sinh lý kém, da lám, sạm khô, rồi là nhiều nếp nhăn, thì cái sản phẩm Life Beauty này sẽ hỗ trợ cho tất cả các bạn về mọi vấn đề về da. Mình xin tự giới thiệu, mình là dược sĩ Nguyễn Thị Thu Nguyệt, quầy thuốc số 5, chợ Sơn Việt Đoàn Tiên Dương Quang Ninh. Hôm nay mình rất tự tin khi giới thiệu đến tất cả các bạn cũng như khách hàng, các bạn bè của mình. Những ai có nhu cầu muốn làm đẹp, trẻ lâu, xinh gái thì đến sản phẩm mình xin giới thiệu với các bạn. Đây là sản phẩm Life Beauty, sản phẩm làm đẹp da chống lão hóa, sử dụng rộng rãi cho mọi đối tượng, từ 18 tuổi trở lên, những người phụ nữ sau sinh, sinh lý kém, da lám, sạm khô, rồi là nhiều nếp nhăn, thì cái sản phẩm Life Beauty này sẽ hỗ trợ cho tất cả các bạn về mọi vấn đề về da. Có chứa thành phần nano glutathione và thành phần nano curcumin nên rất hiệu quả chống lão hóa da, vừa có cả cái khả năng chống ung thư rất tốt mà tăng khả năng miễn dịch cho mình. Ngoài những công dụng làm đẹp da thì vẫn hỗ trợ là tăng sức đề kháng này, đẹp da, lám, sạm, tàn nhang, những nếp nhăn trên da. Mình đã sử dụng sản phẩm này một thời gian rất dài nên là mình rất tự tin khi giới thiệu cho các bạn về sản phẩm làm đẹp da này. Đối với các bạn biết mình tuổi bao nhiêu? Và một điều đặc biệt nữa mà phụ nữ chúng ta rất quan tâm khi mà những người bị u xơ, buồng trứng u xơ, tử cung u nang buồng trứng nhưng cũng muốn làm đẹp da nhưng mà rất ít sản phẩm có thể dùng được cho mình. Ngoài thành phần E thì cái sản phẩm Life Beauty này là một cái sản phẩm đặc biệt dùng được cho tất cả các phụ nữ có u xơ, u nang, nên các chị em có thể tự tin làm đẹp, tự tin tỏa nắng cùng sản phẩm Life Beauty. Làm đẹp da, chống lão hóa, trẻ lâu như mình hãy đến với cái quầy thuốc Cường Nguyệt, mình sẽ tư vấn nhiệt tình, giúp các bạn có làn da đẹp, trẻ, tự tin, năng động, tràn đầy năng lượng cho cuộc sống.